Chào mọi người, tôi là Lee Eun-mi của chương trình Ngôi Nhà Gió Mới. Mọi người có nhìn thấy cái tượng đá này không ạ? Chắc mọi người đoán được đây là đâu rồi phải không ạ? Đây là đảo Jeju ạ. Người ta nói là nếu chạm tay vào tượng đá này thì có thể sinh con đấy ạ. Chúng ta sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động trải nghiệm văn hóa ở nơi đây. Mọi người cùng tò mò rồi đúng không ạ? Hãy cùng tôi đi khám phá nhé! Jeju, nơi ta có thể tìm đến những lúc thấy mệt mỏi với cuộc sống bận rộn. Đây cũng là địa điểm du lịch hàng đầu Hàn Quốc đang chờ bạn với những trải nghiệm thú vị. Biển xanh cùng thiên nhiên trong lành nơi đây có thể làm ta cảm thấy thanh thản hơn. Hãy cùng tôi khám phá Jeju nhé! Mọi người có nhìn thấy con tàu tham quan kia không ạ? Rất tuyệt đúng không ạ? Nếu đến Jeju, mọi người đừng quên tham gia chuyến tham quan biển bằng tàu nhé! Hãy cùng tôi khám phá biển Jeju nhé! Mọi người có thể đến đây để tận mắt chứng kiến những hòn đảo lớn nhỏ, được tạo nên từ những trận phun trào của núi lửa từ 18.000 năm trước. Được đi trên tàu để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt trần này, giúp tôi cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm hẳn. Thật là sảng khoái! Những hòn đảo nhỏ này thực sự là tác phẩm nghệ thuật đấy ạ! Tôi đã nói chuyện với những du khách cùng đi trên thuyền này. Xin chào ạ. Vâng, xin chào. Mọi người đi theo đoàn đúng không ạ? Mọi người đến từ đâu và sẽ đi đến đâu vậy ạ? Tôi đến từ Busan. Vậy thì cũng khá gần đây ạ. Bác cảm thấy Jeju thế nào ạ? Tôi thấy rất thích. Vâng, rất tuyệt phải không ạ? Tôi thích lắm. Cháu cũng vậy ạ. Cảnh vật rất đẹp phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Chào thuyền trưởng ạ. Quang cảnh trên tàu thật tuyệt đấy ạ. Anh có thể giới thiệu cho chúng tôi những cảnh quan nổi bật quanh đây không ạ? Nếu bạn thử nhìn xung quanh, bạn có thể thấy rất nhiều hòn đảo nhỏ cùng quang cảnh bờ biển rất đẹp. À, có rất nhiều đảo nhỏ phải không ạ? Xung quanh có thật nhiều đảo nhỏ, nên tôi muốn đi thăm hết chúng. Vậy chuyến tàu này sẽ chạy trong khoảng bao lâu ạ? Tôi chạy trong vòng một tiếng ạ. Ồ, một tiếng cơ ạ. Vậy là ta có thể tham quan trong một tiếng liền. Anh có thể giới thiệu về lịch trình chuyến đi này được không ạ? Vâng, điểm đến đầu tiên là thác Trông Băng. Tiếp đến là đảo Mun, đảo Bom, tượng đá Ue Đôi Ghê, núi đá Hai Mang. Thuyền trưởng ơi, kia là gì vậy ạ? Đó là đảo Bom. Đảo Bom ạ? Người ta đặt tên như vậy là vì giống con hổ, phải không ạ? Vâng, nó còn được gọi là đảo hổ. À, ra thế. Vì nó có hình một con hổ đang khom mình ngồi xuống. Nên nó được gọi là đảo Bom. Có gì đặc biệt về hòn đảo này không ạ? Trên đảo có 4 hang động. Hang động ấy ạ? Vâng, cái hang đôi bên kia. Nhìn nó giống cái lỗ mũi, nên được gọi là hang lỗ mũi hổ. Vậy hang động đó hình thành như thế nào ạ? Đó chính là do sự xói mòn tạo nên từ nước và gió đã giúp hình thành nên các hang động này. Đây chính là tác phẩm của thiên nhiên. Đảo Bom là một phần của những tàn tích có được sau những đợt núi lửa phun trào. Cũng là nơi có những hang động đẹp bậc nhất trên thế giới. Chính những hang động này đã tạo nên sự khác biệt cho hòn đảo. Mới một lúc thôi mà rất nhiều vị khách đã đến bong tàu ngắm cảnh rồi ạ. Xin chào mọi người. Cảnh vật rất tuyệt phải không ạ? Vâng. Anh thuyền trưởng ơi, khi nhìn sang phía này, tôi có thể thấy địa danh rất nổi tiếng ở Jeju. Đó chính là bãi đá Chusangcholi. Anh có thể giới thiệu về nó được không ạ? Nó là bãi đá được tạo ra sau khi dung nham từ núi Halasan phun trào xuống biển Trông Mun. Sau đó, nó chịu tác động của nước biển và gió trong suốt 5.000 năm để có hình dáng như vậy. Hình dáng của nó quả thật rất đặc biệt đấy ạ. Trông những vách đá này đẹp như tác phẩm điêu khắc vậy ạ. Mọi người hãy đến và tận mắt ngắm nhìn đi ạ. Anh ơi, đảo kia là gì vậy ạ? Là đảo Bom đấy ạ. Vẫn là đảo lúc nãy phải không ạ? Nó quả thật rất lớn. Vâng, bạn có thể thấy mặt nước này tạo ra một góc nghiêng so với mặt sau đúng không ạ?
Trên vách đá có rất nhiều đường vạch dọc như vậy. À, thế là có thể trèo lên đây được đúng không ạ? Vâng, nhưng bạn phải mang theo dụng cụ đầy đủ. Có nhiều người đến đây câu cá lắm. Vùng biển này có nhiều cá phải không ạ? Vâng. Ồ, thì ra là vậy. Có vẻ như ta đến núi Hai Mang rồi đấy ạ. Nhìn rất là to. Núi đá này nhìn rất cô đơn, trơ trọi, nên người ta đặt tên là núi Hai Mang. Phần đầu của núi đá này trông giống đầu của một cụ bà. Núi đá chính là hình ảnh của một cụ bà cô đơn chờ chồng. Phần kia là đầu của bà, đôi mắt thì hướng mãi về phía đông chờ đợi. Ồ, thì ra là hình dạng của một cụ bà. Cảnh vật quả thực có vẻ vừa cô đơn lại vừa bi thương. Ở cạnh núi Hai Mang, bạn có thể thấy một dãy đá chạy dài như thể ai đó đang nằm. Dãy đá đó cũng là một phần của núi Hai Mang này. Và cũng có nhiều người cho rằng đó là hình ảnh của một cụ ông. Khu vực núi đá Hai Mang này có cảnh quan thật nguyên sơ. Và giai thoại về nó cũng thật là thú vị phải không ạ? Chúng ta sẽ đến gần hơn để quan sát kỹ hình dáng của khu vực núi Hai Mang này nhé. Vâng, chắc chắn rồi. Bạn có thể thấy những cái lỗ xuất hiện rất nhiều ngay trên dãy đá gần mặt biển đúng không? Ồ, nó là gì vậy ạ? Đó chính là những cái lỗ nhân tạo được đục nên bởi bàn tay con người. Vậy làm thế nào để làm nên những lỗ đó vậy ạ? Người ta dùng phương pháp khoan trên những vách đá đó. Hình dáng của chúng giống như những cái lỗ mũi. Những hang nhân tạo này khá rộng, đủ để con người có thể chui vào. Chúng đã được khoan đục từ thời chiến rồi. Ồ, vậy là nó có từ thời chiến rồi ạ? Giờ nó là nơi phù hợp cho các loài động vật trú ngụ. Nhưng chúng ta sẽ không vào đó đâu nhé. Vâng, chắc chắn rồi. Quả thật đảo Jeju không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà còn gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc. Nếu bạn đã đến đây một lần, hẳn bạn sẽ muốn quay lại để tìm hiểu thêm về nơi đây. Tạm biệt biển xanh nắng vàng, ở sau chuyến tham quan trên tàu, tôi đến thăm đảo Jeju.